Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái database MySQL, và đồng thời tôi cũng hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái tool MySQL của Pen để connect tới cái database này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ mở trình duyệt lên này. Tôi sẽ đi vô cái trang mysql.com này. Rồi tại đây thì các bạn click vô cái phần download này. Đó, rồi tiếp theo thì các bạn click vô là MySQL Community này. Download này. Rồi. Rồi, tiếp theo thì các bạn click vô MySQL Internal for Windows. Thì ở đây thì nó sẽ có hai cái tùy chọn này, thì các bạn chọn cái tùy chọn bên dưới này là Windows 8632 bit MI Internal này. Đó, thì cái version này nó có kích thước là 439.6. Thì các bạn là xài cái phiên bản này. Thì giờ tôi sẽ click vô download này. Rồi tiếp theo thì nó kêu là các bạn có muốn login để tạo ra một cái account fee gì đó hay không. Thì các bạn không cần, thì các bạn chỉ chọn vô cái nâu thanh này, rất tạp may download thôi này. Rồi, bây giờ nó đã download xong thì bây giờ tôi sẽ di chuyển nó vô một cái folder nào đó để tôi để đây, tôi có cái folder my software này, tôi sẽ tạo ra một cái folder là MySQL trong này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt nó. Rồi. Thì cái máy của tôi á thì nó đang là hệ điều hành Windows 10 bản Pro. Thì các bạn có thể kiểm tra cái Windows của các bạn như sau. Ví dụ tôi cái này tôi show cái cert này, tôi sẽ show cái iron cert này này. Chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ nhấn phím Windows và phím R và tôi sẽ gõ cái Winver để kiểm tra cái version của tôi này. Đó thì bây giờ nó show lên cái version của cái Windows của tôi là Windows 10 này. Thì đây là cái phiên bản Pro, thì các bạn nên cài đặt cái nên sử dụng cái Windows 10 bản Pro vì Pro thì nó đầy đủ các chức năng. Đấy. Còn nếu mà các bạn xài mấy cái phiên bản khác như là Windows Home hoặc là Windows Education thì nó chỉ có mấy cái tính năng cơ bản thôi, thì nó sẽ không có tiện cho cái việc mà các bạn học tập và sử dụng lâu dài. Vì các bạn nhất là những các bạn học về lập trình thì các bạn cần phải cài đặt mấy cái database như là MySQL hoặc là Microsoft SQL Server, rồi cài đặt Docker vân vân, thì các bạn xài cái Windows Pro thì nó sẽ đầy đủ các chức năng, đầy đủ các tùy chọn để cho các bạn sử dụng. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái MySQL trên cái Windows 10 bản Pro của tôi. Giờ tôi sẽ double click vô và cài đặt. Thì ở đây thì các bạn có một số cái tùy chọn như là developer default install on product need for MySQL developer pro này, hoặc là các bạn có thể cài đặt full này. Đó. Thì tôi khuyên các bạn nếu mà các bạn muốn xài đầy đủ thì các bạn xài phiên bản này, hoặc là các bạn xài mấy cái tính năng cơ bản thôi thì các bạn xài cái phiên bản này. Ví dụ tôi chọn cái phiên bản developer default đi. Rồi theo tôi click next này. Rồi theo nó kêu tôi phải check cái requirement này. Ví dụ tôi kiểm tra thử này. Cái check requirement nó đang bị fail này. Thì tôi kệ nó, thì bây giờ tôi nick cho net này. Thì bây giờ tôi sẽ nick cho execute này. Để nó execute cái việc cài đặt cho tôi này. Thì nó sẽ cài đặt cho tôi mấy cái tùy chọn như sau: MySQL Server này, rồi MySQL Workbench thì là cái tool để chúng ta connect tới cái MySQL Server của chúng ta này, rồi MySQL Shell để chúng ta run mấy cái lệnh cầm bline vân vân. Đó thì đây là mấy cái danh sách mà mấy cái tùy chọn nó đang cài đặt cho tôi đây này.
Rồi, nó đã cài đặt xong rồi tôi. Thì bây giờ tôi sẽ nick cho net này. Rồi, tiếp theo tôi nick cho net này. Rồi, tiếp theo thì mấy cái bọt thì tôi sẽ để là cái bọt mặc định đó, là 3306. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ nick cho net này. Rồi. Rồi, theo thì cái giao thức authentication thì nó kêu là sử dụng, nó khuyên là sử dụng cái password mạnh. Thì tôi chọn vào cái tự chọn này. Rồi, theo tôi nick cho net này. Rồi theo thì nó yêu cầu tôi phải nhập cái password cho cái thằng user root, thì tôi sẽ nhập cái password của tôi cho. Ví dụ tôi nhập cho cái password của tôi là 123456 nhỏ cao lớn. Đó. Rồi theo tôi nick cho net này. Rồi theo tôi nick cho net này. Rồi theo tôi nick cho execute này. Rồi, nó đã cài đặt xong cho tôi. Bây giờ tôi nick cho finish này. Rồi, theo tôi nick cho net này. Rồi, tiếp theo thì tôi nick cho finish này. Rồi, theo tôi nick cho net này. Rồi, bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn test thử cái connect tới cái MySQL database của tôi, thì tôi nhập thử cái password của tôi và tôi test thử. Rồi, tôi nick cho chat này. Đó thì nó đã connection success này. Đó là cái password của thằng user root, các bạn nhớ nhập cái password của các bạn set cho cái thằng user root cho đây. Rồi theo tôi nick net này. Rồi theo tôi nick execute này. Rồi tiếp theo tôi nick finish này. Rồi theo tôi nick net này. Rồi tôi nick finish này. Rồi bây giờ nó tạo lên cho tôi cái thằng giao diện của thằng MySQL này. Đó, ví dụ như bây giờ tôi tắt nó đi này, thì các bạn có thể xem được cái thằng MySQL Workbench của bạn ở bên khi click cho cái menu tab của thằng Windows ở đây này. Đó, đó thì các bạn sẽ thấy được cái thằng MySQL Workbench của bạn ở đây này. Ví dụ như tôi mở nó ở cái xem ở folder nào, thì bây giờ tôi sẽ đi tạo ra một cái icon của nó ở trên desktop này. Tôi click cho đây và tôi chọn Sento desktop này. Đó thì bây giờ ở trên desktop của tôi nó đã có cái icon của nó này. Đó, ví dụ giờ tôi sẽ click cho mở đây này. Đó. Rồi bây giờ chẳng hạn như là tôi connect tới cái database của tôi này. Đó, bây giờ tôi sẽ nhập cho cái password của thằng user root này. Đó, thì bây giờ nó vô cái giao diện của thằng MySQL của Pen như vậy. Đó, thì các bạn về xem được các thành phần của nó hiện giờ như vậy. Đó, nếu mà các bạn muốn xem được cái database của các bạn danh sách thì nó tạo ra cho chúng ta ba cái database mặc định như vậy. Đó, ở đây thì các bạn có thể run mấy cái lệnh như SQL tạo ra database, hoặc là tại chỗ này thì các bạn cũng có thể tạo ra database ở đây. Đó. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái MySQL database, và đồng thời tôi cũng hướng dẫn các bạn cài đặt cái tool MySQL Workbench để mà connect tới cái database của thằng MySQL. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.